chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một giá thị Quasimoto SAT 800 2022 chính thức ra mắt thị trường Malaysia với mức giá bán từ 270 triệu đồng. Ensport đã giới thiệu cái chiếc Quasimoto SAT 800 2022 và dự kiến ra mắt chính thức tại đại lý Malaysia vào quý 2 năm 2022. Về mặt giá bán, em ấy được dự đoán rơi vào khoảng là 50.000 AM, tương đương gần là 271 triệu Việt Nam đồng. Được thiết kế như một cái dòng Adventure, SAT 800 2022, nó khá là ấn tượng, Manigo TRK trên cái phần lưng và yên xe. Đây có lẽ là một dấu hiệu cho thấy SAT 800 2022 sẽ được phân phối một vài thị trường nhất định với cái tên gọi là Bentley TRK 800 2022. Như chúng ta đang thấy, Quasimoto SAT 800 2022 mang một cái thiết kế điển hình là một cái cổ máy Adventure. Cái phần mặt trước đã bật với cái phần đèn flash mỏng riêng biệt. Cái gương kính chắn gió hoặc cái mỏ chim kích thước hơi dài ra phía trước nhiều hơn. Cái bình xăng dung tích lớn 18,5 lít, nó trông cũng khá đồ sộ. Chiếc xe được trang bị cho mình cái màn hình màu TT 7 inch để người lái có thể truy cập mọi thông tin về chuyến đi. SAT 800 2022 còn được trang bị cho mình một cái vành nhôm 19 inch phía trước, 17 inch phía sau, kết hợp với cặp lốp không xăm. Ngoài ra, thị trường Malaysia còn tiết lộ sẽ có thêm một phiên bản sử dụng cái bánh mâm hợp kim. Cái mẫu xe mới này được trang bị cho mình một gói động cơ là 2 xăng 745cc đi cùng hệ thống làm mát bằng dung dịch, có khả năng sinh ra cái công suất là 75 mã lực, đi cùng với mô men xoắn cực đại là 67 Nm, hộp số còn tài 6 cấp. Những tính năng tiêu chuẩn được liệt kê với một hệ thống phanh ABS hai kinh đi cùng với phần đĩa đôi cho phía trước, kiểm soát bám đường, hệ thống treo bao gồm như cái phục upside down phía trước và một cái monoshock đặt ở phía sau. Quasimoto SAT 800 2022 sẽ chính thức ra mắt đại lý thị trường Malaysia vào trong quý 2 năm 2022. Giá thì cũng cực kỳ cạnh tranh, rơi vào khoảng là 50.000 AM, tương đương gần là 271 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để chi tiếp nhớ like, subscribe.